Ê. À, tao thử nói giọng miền Nam nhỉ, kiểu đủ má kiểu đấy. Đủ má. Con gì ngu mày gì đâu không? Má ra số ngu Ngu dở. Ngu dở. Ngu má. Ngu dở. Em ngu quá là. 20 Ô má mấy thằng bắt gram nít anti ganh tem. Tem ốc 20 chó. GG 20 GG ra show ulti ganh tem. găng Tem tem ốc chó. găng tem Chúng mày làm cái lôn đâu mà sấy mình như thật đi. Làm, lên đi cơ. Nó làm ngã băng đạn luôn. Sao đấy? Ơi, không đập được rồi đâu. Ở đâu? Ở trong smoke, trong smoke. Ủa sao hai cái bay không đi đặt bom đi? Trong smoke. Kiếm trong smoke, trong smoke. Ship được không? Hả đẻ nha, mày chết chứ, cú mến đi. Đi tăng ra đấy, hi hi. Cái trong smoke mà bắn thấy cái đầu nó rồi. Bẹ, chạm nó luôn rồi mà không trúng. Nó chạy cửa mid rồi, hi. Nó lại lên window rồi, hi hi. Chuẩn bị xe Oya phở. Nó xếp mẹ rồi, hi hi. Nó đi tin rồi kìa, hi hi. Phở bố rối. Phở bố. Xếp mẹ. Cô xe bố rối, bố rối. 1, 2, 3. 1, 2, 3 năm. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Tiếp không? Tiếp. Đây này, tiếp mẹ phở. Phò ganh tem gì vậy? Phò mua áp mà đi mid ganh tem. Anh là Liverpool. Ganh tem. Ganh tem mẹ rồi. Ganh tem này. 16-0 nè. Úi dồi ôi. Lại một người nữa ra đi. Mà lại người chết. Để mẹ đâu nghe kia. Nhớ đường vậy. Tôi phải lôn thằng qua cả map rồi. Thôi mẹ đéo. Thôi. Trời ơi! Đứa nào dùng kẻ ác! Quả cầm áp đánh đội bạn 20 rồi rồi. Không có thôi, ồ, 16 không rồi. Giờ ấy, ta bảo ấy quá. Nhìn vào góc tường, xong bấm G. Xong rồi chạy thẳng xuống mid. Đó, việc bạn nên làm. Chứ đéo lại cầm khẩu áp sẽ long nhong đâu. Bố gánh tim. Gánh tem 20 GG. Bật anti lên bạn ơi. Bật anti lên bạn ơi. Không, phải bật ulti lên bạn ơi. Surprise motherfucker. Ulti. Chưa bấm xong. Đâu má. Bật cho em bài faded của Sing Me to Sleep anh ơi. Một thằng very low. Ui có súng AK đẹp AK for lượm lượm. Gì? Kìa kìa cháy cháy nhảy lấy nó kia. Sỉnh ngu quá thằng Alan ca. Bỏ núi sức mạnh. Đi mẹ búp Akurari 100%. Đúng mày luôn. Thấy chưa? 100%. Akurari 100%. 100%. Vậy. Và chăm sóc rồi. Tao tự mồm phò bắn chết. What the fuck. Woo. Quả đấy địt mẹ bắn trúng là địt này. Vác ấy. Tao cố tình không bắn trúng bởi vì địt bắn trúng nó bị vác. Xong rồi mày có thể bảo con chó mày im lặng không? Chó mày là con chó. Xin tâu slip cho con chó đi. Biết Kenny Sir là thằng nào không? Không biết là... Kenny Sir là người sáng tác bài Fade. Đúng rồi, bài Fade đéo liên quan như hôm qua thì mẹ ngồi đọc chuyện đến nửa đêm. Xong mới nhớ ra rằng mẹ... Thế là bà già bà bảo đi ngủ. Và thế là ngồi bảo mới 3 giờ sáng mà. Mới có 3 giờ đi mẹ ăn một cái bảo mặt. Chứ hiểu sao đi mẹ tối qua ngồi đọc chuyện. Thằng tao mà thiên ngang cao mua áp bố chửi chết mẹ mày. Nó chưa mua, nó mua đầu kìa. Địt mẹ thằng ngu lồn. Ngu thì bắn áp cơ địt mẹ thề. Bắn thì toàn trượt xong địt mẹ chạy lên cho nó. Toàn tăng độ khó cho game. Đâu má.
ngu lồn, đi tới cút ra. Mẹ. Ấy da, cha la mẹ bắn tim địch đéo được, bắn tim mình. Chết con mẹ, mẹ ủa sao thằng này chết ra, ngồi R8 này. Tao đốt nhà mày. Đi không. Lại một nghịch pháp sang bờ. Ba trăm sáu mươi. Đâu má, pro 90 gót mẹ rồi. Chết con. Tao đốt nhà mày. Lại còn nghịch bắp giang bơ à. Không, mấy thằng ngu là được cái aura. Aura chống ngu. Được cái aura của ngu. Aura của Gabi. Cái aura để thì phải đứng. Tôi bán thằng này 80 máu rồi kìa, vãi vậy. Bay nó yếu rồi, bay nó. Sấy mẹ cả băng vào đầu rồi, đéo chết. Đéo chúng biết nào hơn. Quang đầu quá. Im lặng. Im lặng, im lặng. Chết này. Ồ, hay bác. Bay nó sẽ đặt bom lấy tiền đã rồi, làm gì làm ăn xong. Cái gì nó bay qua kìa. Tư. Em theo chuẩn bị. Ngồi sờ móc lên luôn. Ngồi lên luôn. Yeah. Im lặng yếu hết mà. Yeah. Bắn vào người thôi, yếu rồi. Đâu ơi, mấy lần SMG ấy, đừng bắn vào đầu, bắn vào người. Hay quá, hay quá. Bên trái. Ấy, shot thằng đấy. Đằng sau, nhảy xuống rồi, nó nhảy xuống rồi. Đây. Đù hạ. Ồ. Bắn nó đọc thùng á. Đục. Đấy. Má, ao ra nhị cức của thằng Alanka, nó đi anh em mình xuống. Mẹ nó mà đổi tên thì cả khác ngay. Đổi ao ra đi, Alanka ơi. Nhớ mày hiểu tên nó nghĩa gì không? Tức là đồng đội cover như lờ, hiểu không? Tức là nó đéo thể sống mà thiếu đồng đội được, hiểu không? Nhưng nó chửi tao. Tức là nó ngu quá nên nó phải cần cái đồng đội để cover nó.